Kawan lagi. Nói một lần được không em? Dạ, ai bảo anh đi không nói em một câu. Anh đi làm hả? Sao đấy cháu? Cháu nó nhầm người thôi ạ. À thế ạ, ừ. Tránh ra để cô đuổi ngăn về. Dạ. Mấy tối rồi không về? Muộn tối lắm rồi. Các ăn thịt dưới đấy. Thịt dưới đấy à. Con lên nhà lấy được cái câu đi, đừng lại câu đi, câu dưới đi. Lấy câu khác đi. Con đi ăn quả nhé, cô đi ăn mì tôm nhé. Thank you.
ăn hết đi, sao cô lại lấy tiếp? À, cô ăn đấy. Cho cô đi lấy nhá. Con nào có ăn một bát đi. Ừ, hay mình đi lấy bưởi đi chợ bán đi nhỉ? Vâng. Cô ơi, sao không thấy chú không chơi với con nhỉ? Cô cũng không biết đâu, mấy hôm nay không thấy chú sang mà. Chắc chú không? Chắc chú bận gì đó. Con ơi, mình đi thay quần áo xong mình đi hái bưởi đi. Đi xa không cô? Vâng. Con cầm cho cô cắt nhé. Sao cầm cắt lắm theo con để vào gì con chưa thấy. Ú, con cái to thế. Con nào? Con này à? Vâng. Thế con ở dưới nhé, nhặt quả nhé. Cô vâng. Lên hái nhé. Cô có biết trèo không ơi? Cô trèo được rồi. Cô thân nhá, chị nhá. Thế quả cái gì ạ? Quả nào ấy? Đầy chưa? Cô có được 3 quả, còn con được 2 quả. Ừ.
Anh nghe đây gỗ của anh ạ. Gỗ của anh. Vâng. Thế anh còn thuê người không? Anh thuê mà. Thế cho em làm của anh em nhé. Em thuê cứ lên nào thôi. Dạ vâng ạ. Cô đầy hết rồi. Con mang bằng này thôi nhá. Quả này mình bóc ăn đi nhỉ. Thử xem. Con mà quả này nó khô nặng lắm. Không nặng. Con này cho bên thì để quả này ăn thử xem nào. Con ở đây để cô đi mượn dao nhé. Con nhỉ, ngon nhỉ. Con ở đây cô mang dao đi giả nhé. Không đi đi cô. Cao.
kém nhỉ. Đây đấy, cứ cho lên đây đi, cho dưới đi. Đây là con đấy mà, nhưng mà cũng bị điên đấy. Cho đổi đầu. Răng rồi hết rồi. Đấy bây giờ nó mới cắt gì thì cái răng nó lên đi. Cắt này nó chả ấy để cả... Để hết à? Ở đâu đi. Thế bảo tí nữa hạ cọc xuống. Mười sáu nghìn, 15 nghìn đấy không?
Cho em hỏi, anh có thấy anh nào tên là Hùng đây làm ở đây không? Hùng à? Bữa hôm nay chả có, chả thấy Hùng nào đến đây cả. Vâng, em cảm ơn á. Em lên trên này hỏi xem. Vâng. Quá nhỉ. Đây. Chú cho cháu nhé. Vâng, thế em xin.
Quyên ơi, con ở nhà nhé, cô đi lấy cây làm xào phơi quần áo nhé. Lấy gạo cho gà ăn đi. Thank you.
cơm xong cô đưa con đi học nhé. Ừ, con ăn đi. Cơm xong cô đưa con đi nhà cô giáo. Con... con ăn thịt đi. Con ăn thịt đi. Ngon lắm rồi. Thịt ngon không con? Con ăn đi, gắp thịt ăn đi. Cô gắp cho con ăn. Ăn no xong đến nhà cô giáo không phải ăn nữa nha. Cô ăn đi. Cháu đi xong này có cô nào về đây tìm cháu 2-3 lần mà chả ai lại để giấy ở đây nhỉ? Ai lại gửi mình nhỉ? Gửi anh Hùng. Anh Hùng ơi, em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Anh ơi, em đã đến nhà anh tìm anh 2 lần rồi mà không gặp được anh. Em bất đắc dĩ viết lá thư này, hy vọng anh sẽ nhận được. Anh ơi, phải chăng em đã làm gì sai với anh?
hay anh đã hiểu lầm gì về em? Em đang cảm thấy rất hoang mang trong người. Em rất muốn gặp anh để biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Đối với em, anh là một người tốt và luôn giúp đỡ em. Em và cháu thực sự biết ơn anh rất nhiều. Em rất mong anh nhận được lá thư này. Nếu anh nhận được, hy vọng anh sẽ về tìm em. Anh nhận được lá thư, về gặp em luôn nhé. Em rất nhớ anh. Lý Bình Minh thân gửi anh Hùng. Có lẽ mình hiểu lầm về em rồi. Thế cho mình phải đi sang gặp cô ấy xem như nào đó. Chào em nhé. Anh đi đâu ấy? Anh lên dắt con trâu mà. Anh mua con trâu của nhà bên này nhưng mà họ ở buồng đây bảo anh tự sang dắt. Và nhà uống nước là anh? Thôi anh đi dắt đi luôn. Quá. Vì sao đấy anh? Anh dẫm vào cái gai mà nó đâm vào chân rồi, đau quá. Ô, anh dẫm một cái gai đâm vào chân đau quá. Em có cái gì, có cái kim gì thiều hộ anh ấy. Anh có mà. Anh mượn anh thiều đi. Vâng, đợi em một tí nhé. Đau quá. Cảm ơn nhé. Đừng quá. Sợ có gai ở đây. Chọc thùng cả dép luôn. Có gai ở đây nhỉ. Chả biết là nói vấn đề đau quá. Không ra được nữa. Chọc sâu thế nhỉ. Ai à? Sâu phết đấy. Sâu lắm. Dài sâu phết. Ôi sâu quá. Chọc cả cái đôi dép của. Cái gì của em đây à. May quá có em ở đây. Vâng, không biết, sao chả biết làm thế nào à. Cảm ơn em nhé. Vâng. Cảm ơn em nhiều nhé. Vâng, không có gì á. Thế mà mình cứ
tưởng lầm cái gì? Sao lại như vậy? Mấy người sao em lại là con người như thế? Sao lại ngồi một mình đây làm gì đấy? Rồi anh, sao lại ngồi ở đây một mình thế? Rồi em về đây chơi ạ. Anh đi đâu về đấy? Anh đi bắt con trâu mà. Chân anh bị sao đấy? Anh dẫm phải cái gai. May quá có cô bé bên này nó khuyển ra hộ. À thế ạ. Không chả biết làm nào, đau quá. À, đi về đây. Vâng ạ. Thôi, chắc mình hiểu nhầm mình rồi. Mình xem cô ấy xem nào. Minh ơi. Thời gian qua anh đi đâu? À, anh đi làm. Ra kia ngồi nói chuyện đi. Thế anh nói đi. À, mấy hôm trước thì anh đi làm. Mà anh đi làm, anh đi hơi vội không được nói với em. Thế sao anh đi làm không nói với em một câu? Anh xin lỗi, có nhiều chuyện anh không muốn nói với em. À thế à? Thế anh coi em là gì? Em nghe anh nói. Thế anh nói đi. Anh vừa đi làm thuê về, anh thấy bức thư của em để ở nhà anh. Anh sang đây xem tình hình như nào. Lá thư đấy em đã để nhà anh được một tuần rồi. Thật sự em rất buồn. Em xin lỗi, có thể lúc đấy anh suy nghĩ nông cạn quá. Biết là anh đi như thế làm em buồn lo lắng về anh lắm thôi. Chắc anh không hiểu được cảm xúc mình đâu. Anh xin lỗi, lúc đấy anh không nghĩ được nhiều. Anh cũng có chuyện muốn hỏi em. Cho em nói. Thế có chuyện gì anh nói xem nào. Cháu đi đâu rồi? Cháu nó đi học rồi. Thực ra không có chuyện gì đâu. Hôm nọ anh sang đây anh thấy có một anh với cháu với em ngồi đây nói chuyện. Anh nghĩ là chồng của em về. Anh nghĩ về em thế nào mà em lại chấp nhận một người chồng tồi tệ như thế? Anh hôm nọ ngồi ở đây phải không? Ừ. Là chồng của cô giáo Hoa ấy. À. Cô giáo của Uyên ấy. Chồng của cô giáo Uyên ấy. Hôm nọ anh đi đón Uyên xong là quên cặp sách, xong là anh ấy mang về. Tiện đường đi qua đây thôi anh ấy mang về. Thế chắc là anh hiểu lầm em rồi.
làm về anh thấy bà cũng nói chuyện đến, bảo có ai đi sang tìm anh, xong rồi anh đọc được thư của em ấy, xong rồi anh sang đây. Anh Hoàng, anh mang bộ bàn ghế này đi về đi. Em không muốn vì em người ta đánh giá vì em anh đi làm khổ sở vất vả như thế. Minh ạ, anh sai rồi. Em cứ bình tĩnh, có gì cho anh xin lỗi. Anh hiểu được cảm giác của em. Thế anh vừa đi làm về à? Ừ, anh vừa đi làm về xong anh gặp bà, xong là anh thấy bà nói, xong là anh thấy thư của em, xong anh sang đây luôn. Thế anh đợi em một chút. Qua anh đi đâu, đi làm gì? À, anh đi làm xây, xong hết việc xây xong anh đi bốc gỗ. Anh ăn quả đi. Ừ, anh xin đấy. Em ăn đi. Ừ, quả ngon đấy. Con thì anh ăn nhiều vào. Em ăn đi. Anh ăn đi. Em ăn nhiều lắm. Ừ, quả em ngon, ngon thật đấy. Quả đi. Ừ. Anh ăn xong là tí nữa anh mang bộ bàn ghế này đi về đi nhá. Anh đi ngủ có gần tí lắm. Em nhổ cỏ à? Cho anh hộ em nhổ nhé. Không, anh đi về đi. Cho anh hộ nhổ được mà. Không, anh đi làm. Anh hộ em nhổ nhé. Anh đi về đi. Em bảo anh ăn xong quả, anh mang bàn đi về đi cơ mà. Ừ. Thôi anh đi về đi. Em bảo anh mang bộ bàn ghế đi về đi mà. Tí nữa em hộ anh Khương bộ bàn ghế đi về nhá. Thank you.
anh xin phép đi về đây. Anh vừa đi làm về còn chưa tắm rửa chưa thay quần áo. Vâng. Thế anh mang bàn đi về đi. Ừ, thế để hôm nào đó nhé. Nào anh mang về nhé. Vâng. Thế rồi em nấu cơm cho anh ăn với nhé. Không. Không, em không nấu đâu. Anh không biết đâu, tí nữa anh mới ăn cơm với em đấy. Không, em không nấu đâu. Nấu cơm đi nhá. Bây giờ mình nghe em làm cái cổng đẹp thế. Nhưng mà em tự làm đấy. À, đẹp đấy. Tí nhớ nấu cơm cho anh nhá. Không. Nấu cơm cho anh nhá. Không, em không nấu đâu. Em cứ nấu cơm nhá, tí anh mang thức ăn về cho nhá. Minh ơi. Minh ơi. Minh ơi. Ơi đi đâu nhỉ? Đi đâu đấy? Em đã bảo không nấu phần cơm của anh rồi, anh còn đến làm gì? À, anh thấy có cơm rồi. Anh tưởng là em trốn rồi. Đâu, em đi sang quán mua ít đậu đi. À. Em đã bảo không nấu phần cơm của anh rồi, anh còn đến làm gì? Tôi cho anh ăn cùng một bữa, anh đói lắm rồi. Thế được, ăn một bữa này thôi nhá. Anh mang ít thịt đến đây. Em mình cùng mang nhiều thịt thế. Mang đến anh em mua thức ăn thì mang. Ừ, đây mình cùng nhau ăn đi. Anh ơi. Ừ. Không, anh ơi, anh mang nhiều thịt thế, ăn không hết đâu. Thế anh mang cái này về nhé. Thôi cái này để cho em ăn tối nhá. Anh em nấu cái này ăn về đi.
chưa anh? Xong rồi. Chín chưa? Anh chưa ra ngoài để đợi em một tí. Anh đang nấu rồi. Ừ, thì em nấu nhé. Anh nghe chín chưa? Chín rồi đấy anh ơi. À. Anh đi hộ em với thịt ăn ngoài. Ngon thế. Em nói gì ngon thế? Đói lắm rồi anh. Anh bình thường thôi. Em bảo không nấu cơm rồi, anh cứ sang tí nữa không có cơm ăn đâu. Anh thấy có cơm rồi. Xin nhé. Em ăn thịt đi. Anh đây. Ăn đi. Đấy, đào nào cũng lấy về ăn mà. Anh ăn đậu đi. Lâu lắm không được ăn cơm cùng em à? Thế à? Thế ai bảo anh đi không nói với em một câu nhỉ? Ừ, anh đi làm thôi mà. Em ăn gì? Nò quá. Còn cơm mà em nấu nhiều, em nói đùa mà em nấu nhiều mà. Ừ, anh nò lắm rồi. Ừ, anh cảm ơn nhé. Ừ, mình dọn đi. Ừ, dọn đi. Anh hộ bề. Cảm ơn bữa cơm của em nhé. Tối rồi anh xin phép về nhé. Anh về luôn. Ừ, anh về luôn đấy. Thank you.
Em phát cỏ à? À, anh đến chơi à? Vâng, em phát cỏ làm gì anh? Anh đến nhà chơi. Hôm nay anh không đi làm rồi. Thế anh? Anh sang lấy gì à? À không, anh sang tìm em à. Em để làm gì? À, anh ở nhà một mình buồn quá, anh sang tìm em, mình chơi với em. Em phát kia rộng không? Thế anh bộ em làm nhé. Thưa anh, không có việc gì đâu mà, anh đi hộ em làm cho ngay. Em có dao không? Phát trồng cái gì đấy? Trồng rau cải, rau bí các loại. À. Vườn kia bé quá, mở thêm vườn. Cố làm nốt cái này xong nghỉ, phá nốt xong nghỉ. Phát nước không anh, em à thôi. May quá có anh, không biết em không làm đến bao giờ nữa không? Ừ, không có gì đâu mà. Đi lên nhà. Nắng quá. Hơi nắng đấy. Thế anh có việc gì không? Để sáng mai em đi sang hộ làm. À, không có gì đâu, mấy hôm nay anh không làm gì đâu. Mấy hôm nữa anh mới đi làm. Ôi, nắng quá, vào trong này ngồi đi anh. Để. Đang gặp anh đi làm thóc của anh chơi hết chứ? À, thóc của anh.
anh nhờ anh em phơi hộ hết rồi. Anh em đang đó, chưa xong anh bỏ đi. À, anh đi làm kiếm tiền. Ngày hôm nọ anh đi làm tận đâu mà em với cháu đi chợ đi qua hỏi mấy chỗ mà không thấy anh. À, anh đi làm xây xong hết việc xong anh lại đi bốc gỗ. Thảo nào đi hỏi mấy chỗ cũng thấy. À. Anh có thấy nhìn thấy cháu với em đi tìm anh đâu? Thế anh nhìn thấy em à? Không, anh không biết đâu. Thế chiều nay em có làm gì không? À, chiều nay em đi hái rau bán ở chợ. À, thế cho anh đi theo em nhé. Không, thế anh không đi làm, bỏ đi làm nữa à? Không, anh xin nghỉ mấy hôm rồi. Khoảng mấy giờ đi đấy em? Em hỏi làm gì? À, anh hỏi thì đi cùng em thôi mà. Chắc là tầm 2 giờ. Ừ. Thế anh xin phép về nhá. Anh đi lâu rồi không ai dọn dẹp nhà cửa. Anh về dọn dẹp xong là chiều đi. Thế có cần em đi hộ dọn dẹp không? À thôi, em cứ chuẩn bị đi xong là chiều đi hái rau. Vâng, thế chiều ở chỗ cũ nhá. Ừ. Hay anh ăn cơm với em xong hãy về. À, thôi, anh tranh thủ về hộ bà phơi thóc một tí. Cái bà hàng xóm nọ em gặp đấy. Vâng. Em về cẩn thận nhé. Ừ. Thế chiều nhớ chờ anh nhé. Vâng. Thế chiều nhớ chờ anh nhé. Vâng. Thank you.
Đấy, rau ở đâu đấy? Ở trên này thôi mà, của bà Tín nọ, Tín bảo muốn ăn cứ đi lấy, nhiều lắm. Ừ, đi. Tốt. Mình ngồi xuống đây bó rau nhỉ? Ừ. Úi giời, nặng đấy. Bó như nào đây em? Vào
chưa? Ôi em ơi, ít này em không đi bán được không? Vâng, em đi bán được mà. Ừ, thì anh có việc anh đi về cho anh, em không đi bán nhé. Vâng, anh có việc thì anh cứ về đi. Em không đi bán được cũng được. Ừ. À anh ơi, bây giờ anh sang ăn cơm với em. À, anh tối anh có việc để hôm nào anh sang.
Em định sửa lại à? Vâng, em định sửa lại. Có cây chưa? Lấy cây này à? Chưa. Cái này chắc không bền rồi. Thế là lấy cây mới về làm đấy. Thank you.
để anh thử nào. Chắc lắm rồi. Ngồi được không em? Ngồi thử ha. Chắc lắm à. Ừ, em đấy nhỉ. Mấy mà anh sang hộ em làm á. Em không biết làm gì. Anh cũng không có việc gì. Mình nghĩ là làm đẹp thế này. Đẹp không? Chắc. Cho cháu đi. Sợ cháu nó ngã. Ngô hôm nọ em hồ anh vô nên ừ, nên ăn rồi đấy. Ừ. Mai anh em mình bẻ về luộc ăn đi. Ừ. Hôm nọ em đi qua anh xem rồi. À, thấy chưa? Thấy rồi sang bên ăn rồi. Ừ. Mai bẻ luộc ăn nhé. Em dọn vườn à? Sao anh đi hộ em dọn nhé? Anh cứ ngồi đây chơi nhé. Rồi, anh hộ được à? Em cứ pha đi, anh hỏi em cuốc nhé. Thank you.
về trồng chung với em nhé. Chỗ này chắc cũng ta tạm được rồi. Anh em mình đi bẻ ngô về luộc ăn đi. Vâng, ngô của anh ở kia. Ừ, ngô của anh ở kia. Về xong đi. Ừ. Em ơi, mang cái gì đi đựng đi. Mang cái rổ được không anh? Vừa rồi chơi hồ anh vun đấy. Anh đi làm mấy ngày mà về nên ăn lắm rồi. Anh ơi, chắc đủ ăn nhé. Thôi cứ bé đi, không sao đâu mà. Anh một mình cũng ăn cũng không hết rồi. Bé anh em mình vừa cùng nhau ăn. Ê, bát này chuột ăn lắm. À, đây có chuột đấy. Chuột ăn rồi. À, đây có chuột nhiều đấy. Anh để đây. Đúng rồi anh ơi. Được rồi anh ơi, đủ ăn lắm rồi. Đủ ăn chưa? Đủ ăn lắm rồi. Hôm nào muốn ăn lại về để tiếp thôi. Ừ, hôm nào ăn lại để bẻ nhé. Vâng, bây giờ để ăn. Nhà đi, anh có xe thì anh đi đón cho nó nhanh. Ừ. Mất ở nhà cô giáo hôm nọ mình vào đấy à? Vâng. Chú làm ở trồng đông ấy, sáng nào ấy.